đội Thác Công Lipa, nước phân thể nguyên bản lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho mấy một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những video, những like sớm nhất từ cái kênh Trải Nghiệm của mình. Hôm nay tiếp tục là một cái con game huyền thoại mua tay căng. Mình sẽ vào trong đây quay dòng quay may mắn, lấy một cái móc nạp. Móc nạp đó ra sao? Một lát nữa mình sẽ review luôn cho anh em xem. Và mình sẽ quăng boss test nhân phẩm boss level 4 và level 5. Hiện tại những cái boss đó thì anh em phải là ngày đêm đi săn boss. Anh em không muốn ngày đêm đi săn boss mà ngồi mát ăn bát vàng thì các em phải đầu tư. Anh em đầu tư là sao? Thì các em phải có những cái đồng này đây, thì các em phải có những cái đồng tê bon như gì, rồi các em có thể là đi mua tất cả ở trên cái shopping này, hoặc là các em có thể là vào trong dòng quay may mắn để chúng ta test nhân phẩm. Bên đây là một lần là 400, bên đây là 10 lần là 4k. Và ở trên người mình á thì cũng có một số boss 5 và boss 4. Ở đây là boss level 4, đây là boss level 5. Và nói tới đây thì cảm ơn một anh đẹp trai, anh đã đầu tư cho mình làm một clip rất là ngon lành cành đạo anh em ạ. Ở ngay thời điểm bây giờ mà các anh em khi mà nạp vô như gì để quay để test được á, thì nó cũng cả cái vấn đề nha anh em. Và khi mà các anh em muốn treo app gì đó, các anh em có thể là tải cái app Google Phone để các anh em có thể là treo chơi cho nó nhẹ nhàng thoải mái nha. Ok, không để cho các anh em đợi chờ quá lâu thì mình sẽ vào trong đây, mình sẽ quay với một cái móc tiêu phí. Thì ở trong cái phần sự kiện trong đây thì nó sẽ có một cái móc tiêu phí nè, tích lũy nè, và một tích lũy tháng nè. Các anh em thấy nè, cái móc hiện tại bây giờ là 15.000. Ở hiện tại cái móc tích lũy ảnh đang nhận nè 153.940. Thì ở đây là chúng ta phải lên tới là 200k là chúng ta mới nhận được. Ở đây là nhân 2B, nhân 2 sụt và nhân 2 like. Khi mà có những cái nguyên liệu như vậy, anh em có thể là xây win, ép đồ lên các kiểu, rất là ngon lành nha. Ở đây cũng là một cái top tiêu phí. Top tiêu phí thì chắc chưa nằm trong top này được đâu anh em. Chỉ có một cái là tích lũy tháng thôi. Ở trong tích lũy tháng thì chúng ta có thể là nạp hàng ngày vô. Mình sẽ vào trong đây mình test cái dòng quay may mắn. Cái điều đầu tiên mà các anh em muốn xây hay muốn làm một cái việc gì đó thì các anh em đừng có phô trương. Đừng có phô trương là sao? Thì các anh em hãy để cái gương cho mình trống nhất có thể. Ở nó nhìn vô nó nói à, cái thằng này nghèo, thằng này khổ nè anh em. Nên mình cho nó ra những cái đồ quýp quýp, cái đó là chuyện tâm linh, không có đùa được nha anh em. Nên các anh em nào mà làm theo mình, đừng có để cái gì trong gương hết. Thì hôm nãy mình có boss 4, boss 5 mà để đây, nhưng mà không anh em à. À, mình tính tháo đồ xuống luôn, nhưng mà thôi để đồ cho nó đẹp, để khi mà lên sóng mà không có bận đồ á thì nó kỳ lắm anh em ạ. Đầu vào trong đây mình sẽ quay 10 lần cho anh em xem. Ở đây khi nó hỏi là chúng ta có thể là đồng ý hay không, ở đây mỗi một lần quay là tốn 4k nha. Thì anh em mình sẽ quay đây xem là nó sẽ ra ở một cái lượt quay đầu tiên là sẽ ra được cái gì. À, ra được like à, các anh em thấy nè, 1 2 3 4 nè, và được hai cái gương 3, được 4 like nè, 1B gương 3 và cái bình XD. Ở đây là một cái boss kumdum cộng 4, boss kumdum cộng 4. À, rất là ngon lành nha anh em. Mình sẽ bấm nhận đây. Khi mà bấm nhận xong á thì nó sẽ ra ngoài gương như gì cho chúng ta. Còn nếu mà không nhận á thì chúng ta có thể là đợi ở trong. Ở đây nó đợi là đã nhận và chưa nhận nè. Và tiếp theo mình sẽ quay 10 lần nữa nha anh em, xem là cái lần thứ hai này cho chúng ta được những cái gì. Cái móc tiêu phí này á thì đạt móc để chúng ta nhận được tất cả những cái nguồn lợi. À, có một cái quả tim màu đỏ đây, một hộp quà sô cô la. Hộp quà rất là giá trị nha. Ở đây cũng là ra like cho chúng ta. Like càng nhiều là càng ngon lành nha. Tại vì hai anh em đang có bàn tính đặng clip sau kiếm được cái công cụ trao và sẽ cho nó lên một cái win một anh em. Ảnh đang kiếm cái win của con cung nữ và cái win của GF, nên ra like càng nhiều là càng tốt. Và cái lần thứ hai này cho chúng ta cũng là XD nè, 3 like nè, 4 cái boss 3 và một cái boss 4 đây. Không sao anh em à, bấm nhận luôn nha. Quá ok. Xem là cái lần thứ ba này anh em chúng ta nhận được những cái gì. 10 lần cho chúng ta cái lần này là nó khá là ngon lành. Nó cho chúng ta là hai hộp quà sô cô la, là hộp quà sô cô la nó sẽ có giá trị hơn rất là nhiều. Quả đây nó có thêm một cái hộp quà trao đỏ. Cái lần này như vậy là khá ngon nha. Và tiếp tục là cho chúng ta hai like nè. Và ở đây là hai boss kumdum cộng 3, hai boss kumdum cộng 4, một boss kumdum cộng 3 và cái bình XD. Bình XD này chúng ta đem đi BK thì nó rất là ngon lành. Lần thứ tư này xem là chúng ta ra được cái gì giá trị hơn nữa hay không. Chứ nữa mình sẽ quăng boss cho anh em xem là sẽ được những gì. Và lần thứ tư này là XD, mình giả cho hai bình liên tục, hai like, hai boss sô cô la và 4 boss 3. Nó chưa nói lên cái độ nguy hiểm lắm. Và mình sẽ giả tiếp nha. Lần này là lần thứ năm nha anh em à. Lần thứ năm này cho chúng ta cũng khá là nhiều món quà. Ở đây là XD, sô cô la, like nè, boss 4 nè, một hộp quà trao đỏ nè. Và bên đây có thêm một chúng ta cũng là hộp quà đỏ nè. Hộp quà này thì các anh em liên tưởng tới một cái con game Lost Container mở chiến trường mùa đông.
hay là những cái phiên bản khác thì nó sẽ có những cái hộp quà Noel cho chúng ta, và cái con game này nó cũng không ngoại lệ, cho chúng ta cũng rất là nhiều quà. Ở đây cho thêm là một bê nữa anh em ạ. Luôn một cái dòng thứ sáu, xem là em ấy được những gì cho chúng ta tiếp tục là những cái siêu phẩm gì nha. Ra là 4 like, 4 boss, một hộp quà sô cô la và một bê, rất là giá trị. Yêu cầu mà ra bê là nó ngon hả anh em ạ. Ra ngoài đây thì mình sẽ vào trong đây mình kiểm tra một cái lượng T-bon là còn được bao nhiêu. Ở đây là còn được 20k, mình sẽ quay nốt luôn cho anh em xem nha. Lâu lâu mới được quay thì mình quay cho nó là sướng tay nhất có thể. Anh em xem tới đây rồi mạnh dạn comment vào cuối phần video và có một cái lời gì đó chúc mừng mình để mình quay ra những cái siêu phẩm quăng để cho anh em xem là được đồ gì và có những cái món đồ ra sao để cống hiến cho anh em nha. Quay tiếp anh em à. Khá là ok nha. Boss 4 nè, like nè, quà ba cái hộp quà win luôn anh em à. Ba hộp quà nó đi một cái dọc là hình chéo gì là mình win luôn rồi nha. Hy vọng là lần này mình sẽ quăng ra những cái tác phẩm cực kỳ whip để cống hiến cho anh em. Xem là cái túi đồ của mình, túi đồ của mình nó sắp full rồi anh em à. Thì ở đây là mình sẽ gửi vào một cái ngân hàng nha, mình sẽ gửi nhanh nè, mình sẽ gửi like vào cho nó chóng nhất có thể anh em à. Like, bơi, sụt, ếch mình sẽ gửi vào hết luôn. Phải gửi vào nó mới whip được nha anh em. Anh em chờ mình tí nha, mình vào về gương để mình bỏ những cái vật phẩm vô. Tiếp theo mình sẽ quay tiếp đặng cho nó full cái nhiệm vụ để cho anh nhận cái một cái móc quà nha. Hiện tại mình sẽ vào trong một cái móc quà cho anh em xem. Ở trong phần tích lũy nè, tích lũy còn vài nhát nữa là sẽ lên nha. Hôm nãy nó chưa có được 18k thì bây giờ nó sẽ lên là 18.000 rồi nè anh em à. Tiếp theo dòng quay may mắn thì anh em mình sẽ quay thêm một cái dòng nữa. Mỗi một lần quay là anh em quay 10 nha, quay một nó lâu lắm nha anh em, và quay 10 á, tỷ lệ của mình ra đầu web thì nó sẽ cao hơn. Quay 10 những cái hộp quà to như gì nó ra sẽ rất là giá trị luôn. Tiếp theo mình sẽ quay nốt một cái lần nữa nha, xem là cho chúng ta được cái gì. Ra được B nè, được 4 B nè, 2 like nè, 3 boss nè, 4 B như vậy thì nó cũng rất là giá trị à. Ok, và tiếp theo mình sẽ quay thêm một hai lần nữa nha, đặng cho nó đủ móc luôn nha anh em à. Quay từ lần như vậy á thì nó rất là hồi hộp, nó ra một cái món quà nào là chỉ một cái món quà đó thôi, nó không có ra nhiều cho chúng ta. Thì ở đây nó ra được hộp quà gì thì cũng khá là ok. Nếu mà nó ra như ví dụ là boss 3 hoặc là boss 4 đồ á thì nó không có khả thi, còn ra những hộp boss đó thì chúng ta được quyền nặng thêm một cái nữa, ra được một bê anh em à. Tiếp theo mình sẽ quay nốt một cái lần nữa nha. Tích lũy ngày á thì hôm nay ra cũng rất là nhiều đây. Tích lũy ngày hôm nay nhận rất là nhiều ngọc nha anh em. Vào trong đây nhận cái tích lũy ngày nữa là nó khá là ok. Mình sẽ ra ngoài mình quay một số lượt nữa. Quay một lần này nó cho nó ra rất là nhiều boss anh em à. Ok, và như vậy là tích lũy tháng đã thành công anh em ạ. Nhận nè, full nè, 20-20 nè, không phải là tích lũy tháng không. Mở bên phần tích lũy ngày thì chúng ta sẽ nhận những cái vé tích cơ, nhận được những cái viên sột nè, nhận được những cái viên B, HP to rồi XD to, nhận cũng khá khá nhiều nè. Qua sẵn tiện ở đây mình sẽ test nhân phẩm quăng ra những cái boss ở đây xem là sẽ được cái gì nha anh em. Nó rớt một cái quần thiên kim HP nha. Tiếp theo là mình sẽ bấm sử dụng là cái gì đây? Quyền trưởng thép. Quyền diễn tháp của DL, cái dòng mà HP nó cũng chưa có nói lên cái độ nguy hiểm lắm. Áo thiện phiến, một cái món đồ thiện phiến gen rất là ngon lành. Mình sẽ quăng nốt mấy cái boss này. Găng ma thuật, giảm sát thương lúc, cái này như gì là nó sẽ có giá nha anh em. Giảm sát thương và thêm một cái dòng lúc nữa. Tiếp theo là mình sẽ quăng nốt cái này, ra một đống gen anh em à. Boss 3 này nó hay ra gen lắm nha. Đấy, tiếp tục là gen. Boss 4 với boss 5 thì nó sẽ tỷ lệ ra đồ nó sẽ cao. Ở đây là sẽ có một cái món nhân sư. Món nhân sư này cho chúng ta là lượng HP, con đấu sĩ và con đất quay là sẽ dùng chung với nhau. Mình sẽ quăng hết những cái boss này. Boss 3 các anh em thấy không? Còn là ra gen. Và ở đây những cái boss trao đỏ này coi xem sao. Tiếp theo mình sẽ test nhân phẩm là một, ở đây là một cái boss là trao đỏ, một cái boss là sô cô la đỏ, và ở đây là một cái boss là quà đỏ, cái gì cũng đỏ hết, xem là nó có cho chúng ta đỏ hay không. Ở đây là ra một cái nắm đấm địa long, ra một cái nắm đấm địa long xem là nó có một cái dòng gì anh em à. Cái dòng 10, cái dòng HP, cái dòng mana và dòng 2%, em nó sẽ như thế nào. Nắm đấm địa long quái vật và tăng HP khá là tù túng anh em à. Tiếp theo nha, ở đây cho chúng ta một cái găng phong vũ may mắn, ra cái gì đây, rất là này nọ anh em à. Ở đây là HP, sát thương và gen đeo luôn trên người cho nó nóng. Bỏ cái tay này xuống, tại vì cái tay này nó không có được ngon lắm, phải đeo cái tay này lên nó mới hợp cơ. Quá ok anh em à. Tiếp theo quăng luôn cái boss này, cho chúng ta được cái gì đây, bùa tiên nữ à. Ở đây cho chúng ta một cái bùa tiên nữ nè,
hỗ trợ gia cánh mong muốn thành công. Thì bỏ một cái bùa xuống đây, phân tiếp cái boss này xem là cho chúng ta được cái gì. Một cái gậy sum à, một cái gậy sum không có giá trị anh em à. Cái gậy này á, thì nó thuộc trong cái dạng là phế. Cho chúng ta thêm một cái găng thiên kim. Cái găng thiên kim này được cái gì đây? Chưa được cái gì ngon. Ok, như vậy là tiếp tục anh em chúng ta sẽ quăng tiếp là xem cái móc nạp 5 mét này cho chúng ta được cái gì nha. Còn khá là nhiều boss nha anh em. Tiếp theo là cho chúng ta gen nha. Qua từ giờ boss 3, boss 4, boss 5 thì chưa cho chúng ta cả cái gì quá siêu phẩm anh em ạ. Toàn là ra những cái đồ tầm trung. Và tất cả những cái món đồ đó thì cũng cần thiết cho anh em. Như ví dụ là cái mana là cái tệ nhất đi, cũng vẫn hỗ trợ cho các anh em được. Vì đó là cái món đồ S và cái món đồ tăng mana để cho anh em farm không có bị hụt hẳn mana. Và một số đồ gen đó thì rất quan trọng để cho những cái con clone. Thì đồ nào cũng quan trọng. Thời điểm bây giờ các anh em vào trong đây đợi kiếm đồ nhanh nhất là chỉ có là nạp tiền vô, còn nếu mà để bận những cái món đồ cùi á, thì người ta có bán đầy đủ ở trên shop hết. Và tiếp theo là mình sẽ quăng những cái boss siêu phẩm, boss hiếm nha anh em. Từ giờ quăng boss cùi không nó ra toàn đồ cùi, bây giờ mình sẽ quăng những cái siêu phẩm này ra xem là chúng ta sẽ được cái gì ở những cái món siêu phẩm này đây. Nó cũng cho chúng ta là giày ma thuật nè, mình sẽ quăng hai món liên tục. Thường thường làm cái gì nhân đôi lên nó sẽ cho chúng ta những cái món đồ ngon, đồ whip. Ở đây là gen nè, ở đây là HP, khá là chua chát anh em ạ. À, cái móc 5 mét này không phải là muốn ăn là dễ đâu. Cho chúng ta là giày thiện phiến nè, HP, sức chống đỡ, một cái áo 50, áo kim ngân, lượng gen và mana nó cũng khá là tốt. Ở đây có một cái nhẫn của người xương. Một cái phong vũ. Phong vũ là HP, khả năng tránh đòn và cái lượng gen. Còn ở đây là cái lượng gen. Nhưng mà lúc nè, nếu mà thay thế gì các em có thể là gáp vào trong đây cũng được. Đây có một cái quần thiết ma, một cái chân thực sĩ là khá là đẹp nè. Ở đây là giảm sát thương và khả năng né đòn. Như vậy là im nha anh em. Tiếp theo là mình sẽ quăng một cái boss này, cũng là một cái bùa tiên nữ đây. Ra một cái đại long đao. Đại long đao này được nha. Xem cái đại long đao đã được nha. Ở đây là cho hoàn hảo 10% và mana, rất là đẹp anh em à. Bếp nha, nhưng mà nó được như gì thì quá quá ok. Tiếp theo mình sẽ quăng ra một cái này nữa, một cái thiên ma kiếm, rất là tuyệt vời anh em à. Một gia tăng cấp độ là HP và mana, nếu mà cầm một cặp này các em farm tới gà gáy luôn, chưa có hết không hết mana các em được 297. Cái đại long đao to hơn nha anh em ơi, không có gì gọi là quá nguy hiểm anh em.
chỉ hai món cuối ra được cho chúng ta một cái cây thiên ma kiếm. Cái dòng cũng rất là đẹp, tấn công cấp độ và HP khi giết quái vật mana. Và nếu mà các anh em đeo một cặp như gì, nó sẽ một bên là tấn công cấp độ và một bên nó là tăng sát thương hoàn hảo 1%. Hai cái này như vậy cũng khá là ok và có được một cái găng. Hiện tại thì cũng không có cái gì quá nhiều anh em ạ. Quăng boss kỳ này nó hơi bị đen tí. Anh nói là anh đã quăng hết một đợt rồi, hết 5 củ rồi. Thì nó không có nói lên cái độ nguy hiểm lắm. Thì lần này mình đã quăng thêm 5 củ nữa, nhưng mà nó không có cho chúng ta được cái gì hết. Và các anh em nhớ nào, vào trong đây nha, các anh em vào trong sự kiện nè, trong quà tích lũy này các anh em phải nhận hết nha. Nếu mà không nhận hết được là các anh em sẽ mất những viên bơi nè. Các anh em thấy không? Mười bơi, mười ớt, và nó sẽ có thêm một cái gương như gì cho chúng ta nữa. Các anh em nhớ nha, phải nhận nha anh em à. Thì mình sẽ vào trong đây mình nhận nốt cái này hết luôn nha, đỡ nhiều khi hai anh em nói chuyện rồi quên rồi không nhận được á thì nó rất là phí nha anh em à. Bên đây cũng là có một cái móc nhận này, móc nhận này chừng nữa để vô cho ảnh vô đây ảnh nhận một cái xem là sẽ được cái gì. Về cái móc tích lũy này là ảnh đã quăng hai lần rồi, thì để cái móc tích lũy này chính tay của ảnh nhận nó sẽ ý nghĩa hơn nha anh em. Còn đồ thì nhận ra nó được những cái vé như vậy, những cái vé như vậy thì các anh em có thể là quăng ra để nhặt lại nha. Khi mà muốn giao dịch những cái vé này á thì các anh em giao dịch nó cũng rất là dễ thôi, các anh em quăng ra là người khác có thể là nhận được. Và anh em mua cái đó thì cũng phải nhớ là cẩn thận vào, nếu mà mua không cẩn thận á thì các anh em quăng ra người khác lụm rồi á, người ta không có trả tiền cả trả vốn lại cho anh em đâu. Ở đây nó sẽ có những cái bot nè, một cái bot GM này nó sẽ cho ra những cái gì, mình sẽ quăng luôn cái bot GM này, nó cho chúng ta một cái lượng gen khá là kinh khủng. Tiếp theo mình sẽ quăng những cái bot GM này cho chúng ta được gì đây, cũng là gen luôn anh em ạ. Cái lượng gen cho chúng ta khá là cao. Tiếp theo mình sẽ giả thêm một cái bot này cho chúng ta được cái gì nữa đây, cũng là gen luôn anh em ạ. Mấy cái bot GM đó cho lượng gen lên khá là tốt nha. Hôm nay 11 triệu mà bây giờ giả ba cái nó sẽ lên là 170 triệu, nó lên rất là cao anh em. Ngọc thì chúng ta cũng có rất là nhiều. Ok, và như vậy cái clip test của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha. Anh em nào còn muốn test có thể là nạp nhẹ vào trong đây để test, mình quay ra cho nó sướng tay nha anh em ạ.